Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã đo mức độ hạt mịn từ việc hút thuốc lá trên mạng xã hội và phát hiện ra rằng phương thức tiêu thụ này tạo ra một lượng hạt không an toàn khi ở trong một không gian kín. Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên định lượng mức độ khói cần sa thụ động SSCS từ việc hút cần sa trong nhà. Chất lượng không khí đã được kiểm tra trước, trong và sau 8 lần hút thuốc khác nhau. Một máy theo dõi aerosol được đặt trong phòng sẽ đo mức PM, vật chất hạt để ước tính lượng vật chất hạt tác động đến một người không hút thuốc trong phòng. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng cần sa làm tăng nồng độ PM gấp 4 lần so với hút thuốc lá điếu hoặc thuốc lào. Nghiên cứu cho thấy hút thuốc lá làm tăng mức PM từ 100 đến 1.000 lần trong 6 phiên hút thuốc và mức độ tăng hơn 20 lần trong 2 phiên khác. Nhiều người tin rằng SSCS an toàn hơn khói thuốc lá thụ động SSTS. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu về tác động của SSCS và khói cần sa có một lượng đáng kể các chất hóa học, chất gây ung thư và các chất dạng hạt mịn PM2.5. Các chuyên gia y tế đang kêu gọi nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng về cách hút thuốc lá cần sa tạo ra một số hạt với tỷ lệ cao hơn khói thuốc lá. Nhiều hạt mịn vẫn còn trong nước bong sau khi sử dụng, vì vậy việc sử dụng và vệ sinh thiết bị hút thuốc đúng cách sẽ giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Làm sạch thường xuyên có thể ngăn ngừa bệnh tật và nhiễm trùng do vi khuẩn, virus tảo và nấm mốc có trong nước bong bóng bẩn. Điều quan trọng là phải làm sạch bong bóng của bạn thường xuyên, càng nhiều càng tốt, và tốt nhất là đổ hết nước mỗi ngày và thêm nước sạch trước khi sử dụng. Vệ sinh kỹ bong bóng bằng cồn tẩy rửa hoặc dung dịch vài lần một tuần là lý tưởng nhất, nhưng mỗi tuần một lần sẽ giảm được nhiều mối đe dọa tiềm ẩn. Màng sinh học hình thành trên nước sau một ngày hoặc lâu hơn có thể là dấu hiệu cho thấy nước có thể chứa vi khuẩn, nấm men, nấm mốc và virus đang phát triển. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!